Chào các bạn ha. Thì hôm nay Tuấn và kênh Bất Động Sản Minh Tuấn sẽ dẫn các bạn đi vô khu Sala ha, tham quan khu Saritown là khu nhà phố liền kề ha. Shop House thì nó là shop house đúng nghĩa luôn á. Diện tích của nó là từ 5,6 cho tới 5,9 ha. Từng căn tùy căn tùy diện tích nó khoảng 235 căn liền kề. Thì thiết kế là một hầm 4 tầng và một tầng áp mái. Thì tối thiểu của nó là 122 m và tối đa là 144 m vuông. Tổng diện tích xây dựng là 560 tới 720. Thì giá hiện tại của nó là trên 30 tỷ ha các bạn ha. Thì trung bình là 32 cho tới 38 tỷ. Đây. Đó là khu này là khu Saritown và có cái khu chung cư của Sarina nữa, thì nó cũng nằm trong cái khu này nè các bạn, cao tầng là chung cư ha. Thì các bạn thấy cái diện tích của nó là từ 5,6 cho tới 6 mét tùy căn ha. Rồi căn gốc thì nó mắc hơn, căn diện tích càng lớn thì càng mắc hơn. Hiện tại thì vẫn còn đang ít có người kinh doanh, nó khoảng là 10 cho tới 20% diện tích thôi. Còn bao nhiêu là nhà có chủ sở hữu rồi, một là muốn cho thuê mà không thuê được, hay là không muốn cho thuê luôn, cứ để đó đó, giàu quá để đó không vậy đó các bạn. Thì bên tay phải của mình á là nó là Saritown, là nhà phố liền kề, còn bên đây là cái shop house, tại vì nó có chung cư Sarina đó các bạn. Đó, thì nó có một cụm, nó có cụm song song với lại cái trục Nguyễn Cơ Thạch đó các bạn. Thì nó từ SH1 cho tới SH8, SH9, SH10, 11 là nằm phía đối diện bờ sông ha. Thì cái tất cả kiểu xây của nó đều giống nhau hết, và chủ yếu là hướng cái tiện ích vô cho mình để mình kinh doanh và sinh sống được. Còn những cái ai mà kinh doanh mà muốn kinh doanh lớn thì mình ở chỗ khác, còn để cho đó là cho thuê nguyên căn luôn, hoặc cho mình kinh doanh nguyên căn đó luôn. Ví dụ như nhà hàng, bên đây là có những cái nhà hàng hải sản lớn là đó, nhà hàng bên phải, nhà hàng Lan vậy đó. Thì nó mới mở thôi, nhưng mà khu này nó đẹp vậy đó các bạn, nhưng mà vẫn còn vắng ha. Nếu mà nói về kinh doanh thì vô đây là cầm cự lỗ là cái chắc rồi, chứ không có có doanh số nhiều đâu. Tại vì mình hay đi vô đây thường xuyên nè. Thì hôm nay sẵn quay cái phố Saritown cho các bạn, là nó nằm trong quần thể của Sala ha. Phía trước là Sarimi, còn xung quanh đây là nó có Sarina. Sarimi là cái chung cư á các bạn. Phía trước mình á là băng qua cái trục chính giữa nè. Bây giờ mình quẹo về cái hướng cái cầu này, nó làm rất là đẹp cho các bạn coi. Đó. Thì cái cầu này là nó làm nguyên cái vòng tròn ở chính giữa. Ở bên trên nó có đặc biệt cái khu Saritown này, nó bị cái mặt tiền mà có cái bãi giữ xe trống á. Đây, hình hoa sen nè các bạn. Có cái cầu này hình hoa sen, cái vòng tròn này là người ta đi bộ ở trên ha, mình ngắm cảnh rồi. Rất là đẹp. Nói chung là Sala nó rất là đẹp, nhưng mà không hiểu sao thì cái lượng dân cư chưa có ồ ạt, chưa có nhiều, mà nhà thì có chủ hết rồi. Đó là một cái dấu chấm hỏi của tất cả mọi người ha. Chắc là có lẽ là giá nó quá cao, hoặc là chủ sở hữu chưa muốn ở các bạn. Thì mình dừng đèn xanh đèn đỏ để cho các bạn thấy cái căn nhà shop house phía trước không. Đó, thì nó cũng có kết cấu giống như Saritown, nhưng mà cái này là nó mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch, trung tâm của Sala. Thì mình đi một vòng cho các bạn coi để các bạn biết được tiện ích của Saritown là nó gắn liền với lại cái khu phía trước ngoài Sala Nguyễn Cơ Thạch. Thì nó là cũng quần thể của Sala thôi. Tập đoàn Lộc Trời bên tay trái nè. Thì tuyến đường này các bạn thấy lúc này là khoảng 7-8 giờ tối á, nhưng mà nó vẫn còn nó không có đông đúc. Chỉ có quán cà phê Highland là đông thôi. Còn những cái khác thì nó vẫn không đông.
Đó. Ngày nào cũng như ngày nào hết các bạn ha. Thì chắc là chủ yếu là để kinh doanh những cái ngành nghề như là nội thất đồ bên tay phải của mình á. Mình thấy cái lượng người ở thì vẫn chưa đông. Thì cái giá nhà hồi nãy Saritown là từ 32 tỷ trở lên. Có những căn người ta cần bán gấp thì người ta bán rẻ hơn chút. Ví dụ vậy, nhưng mà nó trung bình là từ trên 30 tỷ đi ha. Rồi mình đi ngược lại hướng về quận 1 để cho các bạn thấy là khu Saritown này nó sẽ đi về quận 1 trong vòng bao lâu. Thì mình đi hướng cầu Thủ Thiêm để qua bên trung tâm quận 1 là bên Tôn Đức Thắng cho các bạn coi. Đó, các bạn thấy dân cư á, nó không có đông nhiều như là những cái khu khác. Nó chỉ có lưa thưa vậy đó. Nhưng mà giá nhà thì rất là cao. Thì nếu mà căn nhà phố Saritown nó khoảng 30 mấy tỷ thì căn biệt thự nó khoảng trên 100. Trên 100 có cá biệt là mấy trăm á các bạn ơi. Nếu mà diện tích lớn thì Saritown nó chỉ có 116 mét vuông thôi. Cho tới 122 mét vuông. Mà nó 30 mấy tỷ. Thì tính trung bình là nó 300 mấy triệu ha. 300 mấy triệu một mét vuông mà khu đó nó vẫn còn vắng, nhưng mà trong tương lai thì mình nghĩ nó chắc cũng đông thôi, nhưng mà không biết là trong bao lâu, như ngắn hạn thì chắc nó chưa đông đâu. Rồi, thì có dịp mình đi cái khu Sala và mình khám phá quận 2 thì mình sẽ làm một cái series video về khám phá quận 2 cho các bạn coi. Nổi trội là khu dân cư của Sala, khu đô thị Sala ha. Và các cái khu dân cư hiện hữu lâu đời khác. Thì mình băng qua đường Nguyễn Cơ Thạch, mình đi về cầu Thủ Thiêm. Thì thay vì mình quẹo xuống hồi nãy là mình quẹo, mình có video clip làm từ Sala qua bên Vinhome rồi. Thì hôm nay mình sẽ đi từ Sala về trung tâm quận 1 Tôn Đức Thắng. Thì nếu mà đi mà giờ mà không có xe nhiều á, như đi buổi tối á, sau 7 giờ mấy á, thì chắc mình nghỉ đi chừng 10 phút à. Phía trước mình á, bên trên á là Vinhome Ba Son, các bạn thấy không? Đó. Thì tiện ích của khu Sala là có luôn bến du thuyền ha. Vinhome là sau này có bến du thuyền hết. Thì tất cả liên với nhau, bến du thuyền bên Phú Mỹ Hưng. Rồi đi chơi qua bến du thuyền bên Vinhome, rồi bến du thuyền Sài Gòn Pơ, bến du thuyền ở Sala. Sau này là sẽ là, bạn cứ hình dung ra sẽ một chục một cái tuyến đường, những cái chiếc du thuyền đi song song với nhau ha, đi khắp các khu đô thị nổi tiếng từ quận 2, quận 7 rồi đi xuống dưới khu Thanh Đa. Sau này khu Thanh Đa là cũng đẹp với các bạn, tại vì đa số nhà hàng mà ăn ở Sài Gòn là đi vô Thanh Đa không à. Thì đường này là Nguyễn Bỉnh Khiêm, đoạn có trường Trần Quốc Toản nè. Đường này nó vẫn còn cái nét cổ của Sài Gòn á, ngay Sở Thú á. Rồi thì mình đi từ cầu Thủ Thiêm hướng từ quận 2 về quận 1. Thì mình đi vô quẹo vô đây là mình đi được luôn. Không thôi mình quẹo Tôn Đức Thắng. Em đi vô đây nó khỏi đợi kẹt xe với đèn xanh đèn đỏ. Ocean Palace, nhà hàng tàu. Rồi tới đường Lê Dẫn rồi các bạn. Thì mình đi, mình chạy á, nếu mà trong thời điểm hồi nãy nó vắng xe thì chắc cũng khoảng 10 phút thôi, 10 phút hoặc 8-9 phút gì đó tới đường Lê Dẫn. Đó, tới đường Lê Dẫn ngay trung tâm của Sài Gòn rồi đó. Thì khu Saritown đó các bạn thấy giá 38 tỷ, 32 tỷ trên 30 tỷ ha. Còn như, mấy cái vị trí đẹp thì 38 tỷ. Mà cho thuê thì khó cho thuê đó các bạn, tại vì nó còn vắng á, người ta kinh doanh không biết bán cho ai. Còn ít người qua lại quá. Thì để làm showroom thì là chính thôi. Chứ buôn bán mình thấy quán cà phê với nhà hàng trong đó là còn vắng ha. Thì nó mới mấy tháng nay là nó mở đèn lên cho sầm uất thôi, chứ mấy tháng trước là vắng luôn, không có tiệm nào hết. Thì mấy tháng vừa rồi nó mới có mở tiệm. Thì từ nó qua quận 1 cũng gần, nhưng mà nó lại là không tập trung
được cái người thu hút cái người đi vô đó để mình ăn uống vui chơi. Không biết là nó có một cái vấn đề về phong thủy hay là cái gì đó hay không, chứ khu đó rất là đẹp, mà ai có đi xe hơi thì vô khu đó rất là ok, nhưng mà nó vẫn không đông. Thì bạn nào biết lý do tại sao thì có thể comment chia sẻ thông tin với Tuấn ha. Thì trong cái series về khám phá quận 2 này, Tuấn sẽ đi từ tập trung vô khu Sa La trước, rồi mới ra những cái khu dân cư hiện hữu và những cái quán ăn, những cái quán ăn ở đường Sông Hành, Trần Não, Vinhome, rồi mấy cái chung cư ha các bạn ha. Thì bây giờ là tới Vincom rồi, thì mình đi chính xác khoảng là 12 phút rồi các bạn. Thì mình đếm cái giờ đi trên xe là khoảng 12 phút. Từ khu Saritown, Sa La về trung tâm Sài Gòn ha. Nó khoảng 12 phút và tới khoảng 14-15 phút tới Hồ Con Rùa. Thì những cái video trước Tuấn sẽ làm từ quận 7 Phú Mỹ Hưng, quận 2 khu Sa La, những cái khu mà nổi tiếng của Sài Gòn mình, để cho các bạn xem và hình dung so sánh coi khu đô thị nào nó có những cái tiện ích hơn. Mình có câu trả lời cho riêng mình ha. Nếu mà bạn chưa có dịp đi á, thì mình thường làm video vào buổi tối, thì mình rảnh buổi tối. Buổi sáng mình rảnh giờ nào thì mình sẽ quay cho các bạn coi. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh và like, comment và chia sẻ nếu mà thấy hay ha. Rồi, xin chào các bạn nha. Rồi, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ nha.